Chào các bạn, đây là nước làm bóng chuyên dụng cho máy rửa bát. Hiện nay có nhiều viên rửa bát đã tích hợp tất cả trong một, nhưng nước làm bóng vẫn được bán riêng. Vậy nước làm bóng là gì? Nó có tác dụng gì? Nước làm bóng có thành phần thường là ethanol, axit citric, natri, phẩm màu và polymer axit acrylic phân hủy muối trong nước cứng. Do đó, tác dụng của nước làm bóng là ngăn ngừa sự kết dính của các cục xà phòng trong chu trình xả, để lại kết quả trong sạch hơn, nhất là đối với đồ thủy tinh, pha lê. Nói cụ thể hơn, thì nước làm bóng thực chất là nước trợ xả, rinse aid, được phân phối trong phần cuối của chu trình rửa để giúp nước chảy ra khỏi bát đĩa và bên trong thiết bị, thúc đẩy quá trình rửa và làm khô tốt hơn. Điều này làm giảm sự hình thành các giọt nước vệt và cặn trắng trên bát đĩa sau khi rửa. Vậy câu hỏi là có cần nước làm bóng hay không? Tất là khi mà viên rửa bát đều quảng cáo là tất cả trong một rồi. Câu trả lời thì là thực sự là bạn không cần đến nước làm bóng nếu không thích. Bát đĩa xong nồi của nhà bạn, bạn muốn làm quái gì với nó tùy theo sở thích của mình. Nhưng nếu bát đĩa sau khi rửa xong mà vẫn còn ướt hoặc vẫn còn ít vệt dính lại thì lúc này hãy nghĩ đến nước làm bóng. đây như mình không sử dụng nước làm bóng vì đã dùng viên rửa bát tất cả trong một nhưng chiếc ly thủy tinh này vẫn còn đóng vết sau khi sấy khô nhìn bằng mắt thường thấy rất rõ vì vậy mình quyết định sử dụng nước làm bóng thử xem sao bây giờ đổ nước làm bóng vào trong cái ô này và nó có chia vạch là chọn uh, sử dụng nhiều hay ít này có các uh, mức khác nhau mình chỉ việc đổ nước làm bóng vào một lần và có cái hiển thị ở trong cái phần uh, cái mắt màu trắng đây Đó, đậy nắp vào và chạy chu trình thôi và đây là kết quả đã dùng nước làm bóng đúng là nhìn khác hẳn cái ly này không còn vệt gì nữa thực sự là phải nhìn bằng cái đồ thủy tinh ấy phát hiện ra là nó còn về thay không còn đây chiếc song inox cảm giác có vẻ bóng hơn câu hỏi tiếp theo là thế có cái gì có thể thay thế được nước làm bóng không mình đã đọc nhiều trang báo nước ngoài thấy bảo là giấm trắng thông thường tạo ra một chất hỗ trợ rửa rất rẻ và hiệu quả cách sử dụng rất là đơn giản thôi chỉ cần mở hộp đựng nước làm bóng và đổ đầy giấm trắng thay vì nước làm bóng Tuy nhiên, vấn đề là giấm có tính axit rất là cao trong khi hộp đựng nước làm bóng thường là chất liệu nhựa. Mình nghĩ rằng nếu dùng giấm trắng quá thường xuyên sẽ dẫn đến làm cho tuổi thọ của chiếc hộp này sẽ bị suy giảm nhanh chóng. Mình vừa mới chia sẻ với các bạn về nước làm bóng và công dụng của nó. Còn một câu hỏi quan trọng nữa về nước làm bóng đó là nó có hại cho sức khỏe hay không? Mình xin trả lời trong clip tới nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến đây nếu thấy thông tin bổ ích hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết cảm ơn bạn và xin chào hẹn gặp lại